Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Nam Xe Đạp Vlog. Hôm nay thì mình có một cái sản phẩm vừa mới mua ở trên mạng về. Đó là một chiếc máy khoan. Giá của nó thì khá là rẻ. Giá của nó thì rơi vào tầm 340.000 thôi. 340.000. Thì chiếc máy khoan này thì được mua từ shop trang ZZZ. Mình không biết đọc như thế nào nhưng mà thầy ghi là ZZZ. Thì đây thì sáng nay thì mình vừa mới nhận được hàng về. Cái món hàng này thì cái máy khoan này thì được giao khá là nhanh. Mình đặt trong vòng khoảng 2 ngày thì hàng đã về đến đến nơi, và hôm nay thì mình đã nhận được hàng. Chiếc máy khoan này thì nhìn sơ qua thì shop đã bọc hàng và gửi hàng rất là cẩn thận. Đây là chiếc hộp được bọc ngoài của chiếc máy. Bây giờ thì mình sẽ khui ra và review cho các bạn xem là chất lượng của nó như thế nào và hình thức và có những cái gì nhé. Và đây là sản phẩm của chiếc máy khoan. Nhìn bên ngoài thì một shop chiếc máy khoan được bọc bên ngoài bởi một chiếc hộp đen nhám. Bọc một chiếc hộp đen nhám nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp. Có logo của ZZZ 13mm Impact Drill. Còn bây giờ thì mình sẽ bóc ra để cho các bạn xem bên trong có những cái gì nhé. Một chiếc hộp khá là đẹp các bạn ạ. Wow. Thì khi ta mở ra thì bên trong chiếc hộp là có rất là nhiều thứ. Hàng đúng là như trên hình ảnh mà shop đã quảng cáo. Thì đầu tiên sẽ là một tờ giấy. Nó là một tờ giấy bằng tiếng Anh. Mình nghĩ đây là một cái của nhà sản xuất. Và bên trong nó là một hai cái shop được tặng, shop tặng thêm cho mình được hai cái chổi than để khi nào mà hết chổi than thì mình có thể thay thế. Tiếp đó thì nhân vật chính của chúng ta là một chiếc máy khoan đây. Trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta hãy lướt qua một tí là xem trong cái hộp này có những cái gì nhé. Một chiếc máy khoan cộng thêm một chiếc tay cầm để bắt vào máy khoan để cầm khi mà mình khoan bê tông. Đi kèm với nó là một cái này để mở và vặn để thay đầu vít. À.
Tiếp đó thì các bạn có thể thấy rằng là shop đã tặng cho mình là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái đầu khẩu và một cái bộ chuyển, một cái bộ chuyển để lắp từ đầu khoan, và cái đầu còn lại thì lắp vào đầu khẩu, rất là tiện dụng. Đầu khẩu thì khẩu to nhất sẽ là khẩu 12 mm các bạn nhé. Tiếp sau đó thì tất nhiên là không thể thiếu mũi khoan được rồi. Mũi khoan thì có rất nhiều mũi khoan đấy các bạn. Đây, để các bạn có thể nhìn rõ thêm trong chiếc hộp này có những cái gì nhá. Đây là đầu khẩu này. Còn đây là tất cả các mũi khoan này. Hiện tại thì theo như mình thấy thì đây là có 3, 4, 5. Hiện tại thì 3, 4 là có 9 cái mũi khoan. Trong đó thì có những cái mũi khoan tường và mũi khoan sắt, mũi khoan gỗ. Tiếp bên góc này thì các bạn có thể thấy rằng là shop đã tặng cho mình một bộ đầu vít, bộ đầu bắn vít, mở vít có 4 cạnh và 2 cạnh. Đây ạ. Và cái này như lúc nãy mình nói á, là cái này là cái đầu chuyển. Một đầu này thì nó gắn vào trong khoan, trong đầu mũi khoan, và đầu này thì nó sẽ lắp đầu khẩu nhé. Nhìn chung thì mũi khoan thì mình chưa khoan, nhưng mà nhìn chung thì khá là đẹp và nhìn chắc chắn. Tiếp sau đó thì shop đã tặng cho mình thêm là 4 cái viên đá mài để lắp đầu đầu mũi khoan. Đầu tiên thì là cái hình nón, hình chóp. Cái này là nửa trụ và trên là hình nón. Cái này là hình trụ này. Và cái này là hình bầu dục, hình tròn. Đấy. Thì trong cái hộp máy khoan này là có tới 6 cái sản phẩm tặng kèm. Trong đó có máy khoan. Khi mình mua cái sản phẩm này thì các bạn yên tâm là shop cho test hàng và thử hàng ngay tại nhà, sau đó mới thanh toán. Cho nên là các bạn không phải sợ nhé. Đấy. Giá của sản phẩm là 330.000 và cộng thêm 30.000 tiền ship tùy khu vực nha các bác. Nói chung là cái sản phẩm này thì khá là rẻ nha các bác. So với cái tầm giá thì mình chưa sử dụng chất lượng như thế nào, về sau về dài thì mình chưa biết, nhưng mà về cái hình thức màu mã và những cái phụ kiện đi kèm thì theo như mình nghĩ thì khá là rẻ và ok. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp cái tay cầm này vào để trông cho nó hầm hố hơn. Tay cầm này thì các bạn lắp vào để khi các bạn khoan bê tông
hay là khoan sắt thì có cái điểm tì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử khoan với mối khoan này nhé. Chiếc khoan này thì có hai cái trạng thái, một là khoan bê tông và hai là khoan thường. Nhìn khá là đẹp đúng không các bạn? Mà chắc chắn thương hiệu GGG. Đây các bạn, thông số của nó. Mình sẽ test thử các bạn nhé. Cái này là mối khoan bê tông rồi. Máy chạy khá là khỏe các bạn ạ. Đây là cái đá mài nha các bác. Các bác có thể sử dụng nó để mài xăm mài lốp hay là như thế nào này, tùy các bác nhé. Nhìn chung thì nói về cái sản phẩm máy khoan này thì theo mình thấy thì khá là ổn so với mức giá. Các bác mua theo hàng có thể test và dùng thử, nếu thấy ok thì mới được nhận hàng. Cho nên là cái vấn đề về e ngại về cái vấn đề vận chuyển thì các bạn yên tâm nhé. Giá của máy khoan thì khá là rẻ, có 340.000 thôi, cộng thêm 30.000 tiền ship nữa là 370.000. Chiếc máy này thì theo như mình thấy thì các bác có thể mua về và sử dụng ở trong gia đình, làm những cái việc vặt, những cái việc mình thích bắt cái này bắt cái kia. Tuy nhiên thì chiếc máy này thì không thể gọi là đem ra ngoài để đi làm công trình hay như thế nào đó, thì theo mình nghĩ rằng là cái này thì chỉ sử dụng trong gia đình mà thôi. Thì các bác có thể mua về và sử dụng nó như một công cụ sẽ giúp đỡ mình trong những cái việc vặt trong gia đình, là bắt cái móc đồ hay là bắt những cái khoan, những cái nhỏ nhỏ để bắt lên tường. Đấy, theo như mình nghĩ thì tầm giá đấy thì các bác có thể mua được cái sản phẩm này.
video của mình review sản phẩm máy khoan Z của hãng ba con G. Đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu các bác thấy video này hay thì hãy cho em một like và một đăng ký kênh để cho kênh có thể phát triển hơn. Thì video này em kết thúc tại đây.